tất cả nhân loại, thiên loại và tất cả sự sống đã và đang tôn thờ Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, ngoại trừ những đứa con ngỗ nghịch thì không vâng lời Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Vì thế những người cha hiền mẹ hiền chỉ chiều chuộng những đứa con ngoan, còn những đứa con ngỗ nghịch thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt trừng trị cách này hay là cách khác, để nhắc nhở chúng nó, ngõ hầu chúng nó có thể tiến hóa và tồn tại cùng càn khôn, sống thật ý nghĩa. Cha mẹ người đời còn biết thưởng phạt con cái của mình như thế, thế này hoặc thế khác, thế thì đương nhiên Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng chắc chắn hành xử như thế, và rõ ràng tương tận và chính xác hơn chúng ta nhiều. Vì chúng ta chỉ là thế giới nhân loại, thế giới siêu nhiên thiên loại hiểu biết hơn chúng ta nhiều và có đầy đủ quyền năng hơn chúng ta, và đương nhiên có đầy đủ quyền năng hơn tất cả, và trên hết tất cả đều tôn thờ Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Nếu những kẻ đó xưng là những người, những sự sống có ý nghĩa và tồn tại cùng càn khôn, một lần nữa ta cần nhắc nhở cho tất cả nhân loại được rõ, Thiên Chúa Giêsu phán bảo Ngài chính là sự thật, sự sống và là đường, và đương nhiên và là sự sáng. Không một ai đến được cùng Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng nếu mà những kẻ đó không cậy trông vào Thiên Chúa Giêsu. Đó là điều Ngài phán dạy và phán bảo, và bảo ta nhắc nhở cho tất cả nhân loại được biết. Tất cả quyền năng trên trời dưới đất, trong cõi càn khôn đã được ban cho Ngài là Thiên Chúa Giêsu. Ai có quyền năng đó ban cho Ngài, Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng có tất cả quyền năng đó, và Ngài đã ban cho Thiên Chúa Giêsu. Vì thế nhớ lời ta cảnh báo và nhắc nhở cho tất cả nhân loại được rõ. Hãy xem xét những hình ảnh mà ta đã chụp được, những phép lạ của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã tỏ hiện ra từ ngày 29 tháng 8 năm 2009 cho đến ngày hôm nay là đầu năm 2013. Nhân loại hãy mau mau
xem xét những hình ảnh đó, xem xét những hình ảnh phép lạ, vĩ đại, trọng đại của cha trời ban cho, để học hỏi, ngõ hầu thực thi những điều chỉ dạy của Thiên Chúa Giêsu gấp thì mới có thể được cứu rỗi kỳ này. Vì đây là thời mạt kiếp đang chuyển qua thời thánh đức. Nhớ, đó là việc làm quan trọng nhất bây giờ, quan trọng hơn tất cả những công việc khác. Vì bổn phận và trách nhiệm đáp lại lời mời gọi của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng là quan trọng hơn tất cả. Vì chính Ngài đã và đang và sẽ ban cho mỗi chúng ta sự sống đời đời đầy ý nghĩa và vinh quang. Vì thế chúng ta cần đáp lại lời mời gọi của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, chớ chậm trễ. Tất cả nhân loại có bổn phận đồng hành cùng ta để cùng nhau làm việc dễ dàng hơn. Hãy thông báo tất cả những tin mừng của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã tỏ hiện ra từ ngày 29 tháng 8 năm 2009 cho đến ngày hôm nay, đầu năm 2013. Tất cả nhân loại ước ao cần được biết, những ai có phương tiện hãy đóng góp, đồng hành để cùng nhau làm việc vô cùng vĩ đại và đầy ý nghĩa này. Ngõ hầu sau này, khi chúng ta trình diện Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng thì chúng ta được trọng thưởng. Ngay cả đời này và đời sau. Còn nếu chúng ta bê trễ, trễ nải, coi thường việc làm của Cha Trời mời gọi và ban cho, thì sau này chúng ta sẽ mất tất cả. Những ai cố chấp kiêu ngạo, coi thường việc ta đang kêu gọi, thì sẽ mất hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho ở đời này, bắt đầu từ ngày hôm nay, và đương nhiên mãi mãi đời sau, ảnh hưởng vô cùng và không chấm dứt. Vì thế hãy cảnh tỉnh, nhập cuộc gấp, ngưng lại những việc không cần thiết, ham mê dục vọng vật chất, danh vọng bề ngoài, bằng cấp, gian xảo, ảo quyền, quyền lực, thế gian xảo, lo đông đầy những túi tham không đáy. Hãy chấm dứt. Ngõ hầu có thể được cứu rỗi. Hãy chấm dứt tiếp tục phạm những tội ác đó, mà mau mau tìm cách lập công chuộc tội. Nhớ điều đó. Thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào nhân loại chúng ta. Tôi chính đây, Thánh Giống Phật Sống của Càn Khôn, mà Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã tác tạo ra tôi trước khi tác tạo ra mặt trời. Phần này khi chúng ta trình diện Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, chúng ta sẽ biết thêm
bây giờ không cần biết rõ về tôi nhiều lắm, không quan trọng. Quan trọng là cần biết Thiên Chúa Giêsu là ai, tại sao Ngài hiện ra, tại sao sư tử nhà Chúa hiện ra, tại sao Satan và quỷ mãng xà được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng tỏ hiện ra để cảnh báo nhân loại, và tại sao linh hồn của những anh hùng chiến sĩ được hiện ra và được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho quyền năng để đồng hành cùng tôi, giúp đỡ tôi để làm việc cùng đồng bào, kêu gọi nhân loại mau mau sám hối gấp. Việc làm của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng quan trọng hơn tất cả những việc làm khác mà nhân loại cho rằng quan trọng đối với chính họ. Không khéo chúng ta cứ tiếp tục bươi móc trong những đống rác mà chúng ta đã và đang làm. Hầu hết nhân loại là thế, sống đang bươi móc trong những cái đống rác thừa thải, tham sân si, thích và muốn đủ thứ, rốt cùng gây phiền toái đến cả càn khôn và đến cả tất cả những gì xung quanh, và phiền lụy đến linh hồn và thể xác với chính mình. Đây là thời mạt kiếp đang chuyển qua thời thánh đức. Đừng có vu vơ mù mờ, bon chen chụp giật, quờ quạng, kẻo bị quỷ Satan bắt làm nô lệ hàng ngàn năm, vô cùng khủng khiếp. Hãy sám hối gấp, học hỏi và thực thi theo những điều chỉ dạy của Thiên Chúa Giêsu thì mới có thể được cứu rỗi. Và chỉ có Thiên Chúa Giêsu mới có thể cứu rỗi được chúng ta. Thành ra đừng có vu vơ mù mờ gì cả. Ai cần đối chiếu hãy gặp ta. Gặp ta ở đâu? Gặp ta ở trong tâm của mỗi chúng ta, tâm hồn của mỗi chúng ta, linh hồn của mỗi chúng ta, mà Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã tác tạo cho chúng ta và ban cho chúng ta. Tâm hiền hòa, hòa mình cùng càn khôn và tồn tại, sống đầy ý nghĩa, vinh quang của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng là cha chung của tất cả chúng ta, ban cho mỗi chúng ta. Và tất cả cần phải tôn trọng và quý mến cho nhau thì mới có thể tồn tại cùng càn khôn, sống thật đầy ý nghĩa và vinh quang. Thương yêu Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng trên hết mọi sự và thương yêu người khác như chính bản thân mình. Kính sợ ông trời. Ông bà tổ tiên chúng ta dạy đứng tạo hóa và thương người như thể thương thân. Nhớ cho rõ lệ lực của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng chỉ có thế thôi. Thương yêu và kính trọng Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng trên hết mọi sự. Thiên Chúa Giêsu dạy bảo như thế. Và thương yêu người khác như chính bản thân mình, giống y trang ông bà tổ tiên Phật Việt chúng ta dạy bảo. Kính sợ ông trời. Ông trời vĩ đại lắm, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, lưới trời không ai chạy thoát. Thương người như thể thương thân, ông bà tổ tiên chúng ta dạy quá rõ ràng. Vâng lĩnh Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng
và dạy bảo như thế. Thiên Chúa Giêsu giáng thế, vâng lệnh Cha Trời Thượng Đế toàn năng dạy bảo như thế. Phật Ấn Độ, vâng lệnh Cha Trời Thượng Đế toàn năng là thiên thượng, thiên là thiên liên, thượng là thượng đế, phán bảo thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Trước tiên kính sợ và tôn thờ Cha Trời Thượng Đế toàn năng là thiên thượng. Trước tiên chỉ lên trời nhắc nhở như thế, một tay chỉ xuống đất nhắc nhở thiên hạ duy ngã độc tôn, duy nhất ngã là đường, một đường duy nhất, duy ngã độc nhất, tôn là tôn trọng, quý mến cho nhau thì mới có thể tồn tại cùng càng không. Đừng có vu vơ mù mờ gì đây hết á, đừng có hóng hách lường gạt ba đánh. Chấm dứt. Cha Trời Thượng Đế toàn năng đã hiện ra từ ngày 29 tháng 8 năm 2009 cho đến ngày hôm nay. Bao nhiêu sấm điển, bao nhiêu phép lạ cảnh báo cho nhân loại. Thế mà các người, những kẻ lãnh đạo quý tôn giáo làm lành đánh dữ, đã và đang trốn chạy, vu vơ mù mờ đối với những phép lạ vĩ đại này. Các người hãy chấm dứt mà cần phải đối diện với những phép lạ đây. Thiên Chúa Giêsu hiện ra cảnh báo, sư tử nhà Chúa hiện ra cảnh báo, Cha Trời Thượng Đế toàn năng cho quỷ sa tăng và quỷ mãng xà hiện ra cảnh báo, Cha Trời Thượng Đế toàn năng cho linh hồn của những đồng chiến sĩ hiện ra cảnh báo và nhắc nhở, và nhiều phép lạ vĩ đại khác. Thế mà hầu hết chúng ta đã và đang thờ ơ. Hãy cẩn trọng, những kẻ nào tiếp tục thờ ơ, không đáp lại lời mời gọi của Cha Trời Thượng Đế toàn năng, thì sẽ mất hồng ân của Cha Trời Thượng Đế toàn năng kể từ ngày hôm nay và đời đời kiếp kiếp sau này nhiều lắm. Thì ráng chịu. Thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta ở khắp năm châu. Đồng bào đây là đồng bào nhân loại, đây là việc làm, đây là hội đồng cứu nguyên nhân loại.